Dạ. Trung xin chào tất cả anh em. Cái con này ngày hôm qua hôm kia thì mình có đăng lên một cái đoạn video ngắn về nó. Thì hôm nay là làm nổ máy, chạy ra khỏi nhà được, chạy ra đường rồi này. Thì bây giờ làm cái video lên cho anh em xem. Đây, con này là F30A, xe dân dùng. Cổ lắm rồi, nói chung là nó rất là cổ rồi, nhưng mà còn chạy được. Bốn máy Isuzu nhé anh em, bốn máy Isuzu C201. Có rỉ dầu, có vài chỗ rỉ dầu, ống nước nó cũ cũng chảy nước rồi, không thấy cái ống nước của nó. Đây. Tay lái thì gần như không có rơ lắc gì hết, số thì hôm trước kiểm tra rồi ngon, bánh gai thì còn tạm tạm được. View phía sau nó như vậy đó. Cái này thì nó dùng ngày xưa kéo mót, bởi vậy nó khóa tay sách lại rồi, khóa tay sách lại để bên đó. Cơ giới chạy ngon lành hết. Đấy, đi một vòng dè bọng nó có một hết rồi, nhưng mà giá của nó thì rất là ve chai luôn. Con này cái dàn heo nó bị nhiễu dầu, bị khô dầu rồi, nó khô dầu rồi nó lên ga chậm lắm. Này phải vào dầu mỡ chỗ heo lại nó mới chạy ổn. Để Trung chạy thử một vòng cho anh em xem nhé. Chạy thử xong rồi à, có hai cái bệnh là một là cái dàn búa heo nó ga nó không đều, nó là vào mỡ rồi, vào dầu mỡ là nó quăng là đều thôi. Cái thứ hai nữa là tiếng kêu lập cập là do cái tôm đùi nè. Đây nè anh em, mất hết mấy khu lông kẹp tôm đùi nè. Bên đây thì còn nó kêu bên đây nè, mình nghe cái tiếng mà khi đề ba giặt nó phải siết hoặc là kỹ đóng chốt cao vét lại ngon lành thì nó sẽ không kêu nữa. Rồi, cái đoạn chị view máy của Trung nó chỉ bấy nhiêu thôi. Anh em xem thử có ngay việc dùng thì liên hệ với Trung nhé.